Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Thời điểm này, các ngành địa phương trên địa bàn Đồng Nai đã và đang tổ chức các hoạt động nhằm mang Trung Thu đến sớm với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Với mong muốn giúp cho các em có một mùa Trung Thu trọn vẹn, ấm áp, từ giữa tháng 8, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai đã triển khai chuỗi hoạt động tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, tàn tật, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong căn nhà trọ chưa đầy 30 m² tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, gia đình chị Châu Thị Thanh Thúy chen chúc sống. Mái ấm tan vỡ, chị ở vậy nuôi hai con, không may cả hai em đều mắc bệnh xương thủy tinh. Với công việc bán vé số, miếng ăn còn phải chạy ăn từng bữa, nói gì đến đón Tết Trung Thu. Được sự quan tâm của các cấp ngành mà Trung Thu năm nay, các con chị đã có quà bánh. Gia đình có thêm kinh phí trang trải cuộc sống. Được nhận quà rồi, chị cảm thấy thế nào? Dạ, rất vui chị. Cái hai nhỏ kia uống cũng đỡ. Hôm nay được tặng sữa giúp đỡ em, được thời gian đỡ mua sữa cho em bé. Cảm ơn mấy chú, mấy dì giúp đỡ mẹ con em. Không chỉ những trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh, trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo, con công nhân, các bệnh nhi khó khăn cũng được Hội Chữ Thập Đỏ quan tâm tổ chức Trung Thu. Đáng thương hơn, có những em dù đã 5 tuổi, lần đầu đi bệnh viện cũng là lần đầu được đón Tết Trung Thu đúng nghĩa. Thì ở nhà chị có hay tổ chức Trung Thu cho các bé không? Dạ không. Dạ. Dịp này đúng là lần đầu tiên, năm nay em đã 43 tuổi, lần đầu tiên em đón nhận những gì em cảm thấy vui lắm. Khi được các mạnh thường quân với các nhà tài trợ tổ chức cho các em có những cái trò chơi vui như vậy. Em rất cảm ơn tới mọi người, tới mạnh thường quân, tới giám đốc của bệnh viện. Hưởng ứng chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động. Tết Trung Thu năm nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai đã tích cực vận động các đơn vị mạnh thường quân chung tay tổ chức chuỗi các hoạt động đêm hội trăng rằm. Với mục tiêu trao tặng trên 13,6 ngàn phần quà cho trên 1.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các phường, cơ sở bảo trợ xã hội tại thành phố Biên Hòa. Tổng giá trị hoạt động là gần 400 triệu đồng. Thực hiện cái chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật thì cái phần chương trình đó thì Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh cũng vận động nguồn lực để chăm lo và bồi bổ thêm sức khỏe, dinh dưỡng thêm cho các cái trẻ em có những cái hoàn cảnh khó khăn như là ở tại các cái cơ sở mái ấm, các cái cơ sở bảo trợ để mà chăm lo thêm cái dinh dưỡng cho các bé. Tết Trung Thu 2023, ngoài cái phần sữa ra thì cũng có thêm cái phần quà bánh kẹo, lồng đèn để cho các bé có cái Tết Trung Thu vui vẻ và trọn vẹn. Tính đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã trao tặng quà Trung Thu cho trên 3.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trị giá trên 300 triệu đồng. Và những nụ cười, niềm hạnh phúc con trẻ tiếp tục được lan tỏa đến mọi nơi, mọi lúc, không chỉ trong Tết Trung Thu mà còn nhiều hơn ở những cái Tết khác của tương lai.